anh chị nhìn những cái chiếc mic mà ca sĩ đeo trên tay không dây anh chị rất là thích đúng không? Hoặc đơn giản là mình cần một cái chiếc mic để dễ dàng cắm vào những thiết bị âm ly ở trường học đó, không cần phải là cầm sách tay, không cần phải đeo tay, nó dây nhợi không cần. Thì đây, chiếc mic V35S này sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất cho anh chị. Tại sao em lại nói như vậy? Đó, mở ra đập hộp cùng em đi, em sẽ giải thích cho anh chị ha. Đây, đầu tiên khi chị mở ra, đó, rung tay luôn anh chị, rung luôn. Đó, mở ra, đây, anh chị sẽ có một cái như thế này. Thì làm sao để mình có thể lắp đặt vô được cái mic luôn. Đây, làm cho coi, không, cứ xem thôi, đừng nói gì hết. Đó, nhìn lu bu cho cái đó rất là đơn giản nha anh chị. Hai giây là xong, đây anh chị ca cắm như thế này. Đó rồi, mình cắm vô, đó. Nó ra như thế này đó, là nếu mà cái đầu anh chị mà hả nhỏ xíu á, không nó cái không bự như em á, là chị sẽ đeo vô tay đó, anh chị móc vô tay xong chị đưa, chị để miệng nè, như ca sĩ vậy đó. Mình có thể hát karaoke nè, và là đơn giản là anh chị mà dạy ở trường học á, cô thầy giáo á, dạy trường học, chúng ta cần khuếch đại âm thanh lô đó, chúng ta đeo vô chúng ta nói đó, mà làm sao để có thể kết nối vô được âm ly quạt lo. Đây quan trọng vẫn nằm ở đây nữa đó, cái đầu thu. Đây đầu thu dắt 6 ly này rất dễ dàng cho chị cắm vào những thiết bị âm thanh khác để mình khuếch đại âm thanh lên. Ha! Ví dụ như là đây âm ly đó, lo kéo lộn đã bắt lên, bắt lo kéo lên đó, rồi mình bật cái mic lên nè, dễ xài lắm anh chị ơi đó. Ok chưa, đợi nó lên Bluetooth mode đó, chú ý cho nó lên rồi nè. Ali, xấu cái này hát karaoke thì cũng ra đừng giỡn nha anh chị, cái này tại em đeo không được thôi, tại do cái đầu em nó bụi quá rồi. Ali 1 2 đi xưa trời khuya sau đêm long lanh. Đó, ok chưa? Đó, còn mà để khuếch đại âm thanh không cần vang thì anh chị cắm qua á hả, mình ngắt vang đi. Đó, như thế này. Ali, đó. Xin chào chị đã đến cùng với lại buổi họp lớp ngày hôm nay. Đó, buổi kiểm tra ngày hôm nay. Ví dụ như vậy, đó. Không phải là một mic nha anh chị, là sẽ có hai mic cho mình. Đây, hai mic lận nha. Một là thầy đeo, hai là cô đeo. Hoặc đơn giản á là hai người đeo ở nhà để chúng ta có thể song ca hoặc đơn ca tùy anh chị. Đó, mic V35S này chỉ có vài đồng và được bảo hành 12 tháng. Và anh chị cứ đem về sử dụng trải nghiệm thử đi. Không thích bên em gửi hoàn tiền 100% cho mình cho. Yên tâm mà sử dụng nha anh chị.